Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 trang 12 đến trang 14. Bài 1, chân dung của em, phần tiếp theo bài đọc 3. Vệt phấn trên mặt bàn, sách cánh diều. Vệt phấn trên mặt bàn. Lớp mình có thêm học sinh mới, đó là một cô bạn có cái tên rất ngộ, Thi Ca. Cô giáo xếp Thi Ca ngồi ngay cạnh Minh. Minh tò mò ngó mái tóc xù lông nhím của bạn, định bụng sẽ làm quen với người hàng xóm mới thật vui vẻ. Nhưng cô bạn tóc xù toàn làm Minh bực mình. Trong lúc Minh bặm môi nắn nót từng dòng chữ trên trang vở, thì hai cái cùi chỏ đụng nhau, đánh cợp, làm chữ nhảy chồm lên rớt khỏi dòng. Tất cả rắc rối là do Thi Ca viết tay trái. Hai ba lần mình phải kêu lên, bạn xê ra chút coi, đụng tay mình rồi nè. Tới lần thứ tư, mình lấy phấn kẻ một đường chia đôi mặt bàn. Đây là ranh giới, bạn không được để tay thò qua chỗ mình nhé. Thì Ca nhìn đường phấn trắng, gương mặt thoáng buồn. Đường ranh giới cứ thế tồn tại trên mặt bàn hết một tuần. Hôm ấy, trống vào lớp lâu rồi mà không thấy Thi Ca xuất hiện, thì ra bạn ấy phải vào bệnh viện, cô giáo nói. Hy vọng lần này bác sĩ sẽ giúp chữa lành cánh tay mặt để bạn không phải viết bằng tay trái nữa. Lời cô giáo làm Minh chợt nhớ ra Thi Ca hay giấu bàn tay mặt trong học bàn. Mình nhớ ánh mắt buồn của bạn lúc nào lúc nhìn Minh vạch đường phấn trắng. Càng nhớ càng ân hận, mím môi Minh đè mạnh chiếc khăn xóa vệt phấn trên mặt bàn. Mau về nhé Thi Ca, Minh nói với vệt phấn chỉ còn là một đường mờ nhạt trên mặt gỗ lớn đốm vân nâu, theo Nguyễn Thị Kim Hòa. Như vậy các em vừa theo dõi bài đọc vệt phấn trên mặt bàn. Trong bài đọc có các từ coi ở đây là xem nào, nè là này, tay mặt là tay phải, vân gỗ là những cái đường cong uốn lượn như hình vẽ trên mặt gỗ. Tiếp theo trả lời câu hỏi, những đặc điểm nào của người bạn mới khiến Minh chú ý? Thì chúng ta đọc kỹ bài đọc thì chúng ta thấy là những cái đặc điểm của người bạn mới khiến Minh chú ý đó là cái tên Thi Ca rất ngộ của người bạn mới đã khiến Minh chú ý, bởi vì ở đây người bạn mới khiến Minh chú ý bởi vì cái tên rất ngộ Thi Ca. Câu 2, vì sao Thi Ca thường đụng vào tay Minh khi đang viết? Là bởi vì Thi Ca viết bằng tay trái. Câu 3, Minh dùng phấn kẻ đường chia đôi mặt bàn để làm gì? Thì trong bài đọc Minh dùng phấn kẻ một đường chia đôi bề mặt bàn để làm vạch ngăn cách không cho Thi Ca vượt ra đường kẻ. Câu 4, khi cô giáo cho biết Thi Ca phải vào bệnh viện, Minh đã nhớ lại những gì? Thì khi cô giáo cho biết Thi Ca phải vào bệnh viện thì Minh đã nhớ lại Thi Ca hay giấu cái tay mặt trong học bàn, ánh mắt buồn của Thi Ca khi Minh kẻ vạch phấn trắng. Tiếp theo câu 5, câu chuyện muốn nói với em điều gì? Thì câu chuyện muốn nói với chúng ta là cần quan tâm đến cảm xúc của bạn mà không nên ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Tiếp theo bài viết 3, luyện tập viết đoạn văn về một nhân vật. Thực hành viết thì các em sẽ dựa vào kết quả tìm ý và sắp xếp ý ở tiết trước. Hãy viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật ở trong một cái câu chuyện mà chúng ta đã học, đã đọc hoặc là đã nghe. Thì các em sẽ thực hiện các việc ở đây, chúng ta sẽ thực hiện các việc 4, 5 theo quy tắc bàn tay ở đây.
Quy tắc bàn tay của chúng ta thì có các bước là 1 là viết về ai, 2 là tìm ý, 3 là sắp xếp ý, 4 là viết đoạn văn, 5 là hoàn chỉnh đoạn văn. Thì các em sẽ theo dõi dưới đây là một cái đoạn văn viết về người bố trong câu chuyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Thì các em có thể là chúng ta sẽ viết về cái nhân vật đó ở trong một cái câu chuyện mà chúng ta đã học, hoặc là chúng ta đọc ở một cái sách nào đó, hoặc là đã nghe. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái đoạn văn viết về người bố trong câu chuyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Thì người bố trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ là một người bố yêu thương con, dạy dỗ cho con nhận ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ông đã kiên nhẫn dạy cho con cách cảm nhận về vẻ đẹp và sự sống trong khu vườn. Ông bảo con nhắm mắt, dẫn đi chạm từng bông hoa một, chỉ cho con ngửi rồi gọi tên bông hoa. Ông đã thành công gây dựng cái tình yêu thiên nhiên cho đứa con của mình. Không chỉ vậy, người bố còn gần gũi chia sẻ những điều cảm xúc, suy nghĩ với con như một người bạn thân thiết. Ông dạy con nhận ra ý nghĩa của việc nhận hay là cho một món quà, coi con là món quà quý giá nhất của cuộc đời. Như vậy có thể thấy nhân vật người bố là một người rất yêu thương con, luôn quan tâm, gần gũi với con và có tâm hồn phong phú, sâu sắc, có trái tim nhân hậu. Tiếp theo, trao đổi chân dung của em của bạn. Số 1 nhỏ là hãy nêu cảm nghĩ của em về đặc điểm của các nhân vật trong những cái câu chuyện, bài thơ mà chúng ta đã học ở bài 1. Thì ở đây chúng ta sẽ có các nhân vật. A là nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa. B là nhân vật Hồng trong câu chuyện Làm Chị. C là nhân vật bạn nhỏ trong cái câu chuyện Cái Răng Khểnh. Và D là nhân vật Minh trong câu chuyện Vệt Phấn Trên Mặt Bàn. Thì chúng ta sẽ nêu các cảm nghĩ của em về đặc điểm của các nhân vật trong những cái câu chuyện bài thơ mà chúng ta đã học ở bài 1. Thì ở câu A, nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa là người muốn đi đây đó, muốn rong chơi, khám phá ở nhiều nơi và dễ bị hấp dẫn bởi những điều mới lạ bên ngoài thế giới. Nhưng bạn nhỏ dù có đi xa đến đâu chơi vui, nhưng vẫn nhớ về mẹ, vẫn tìm đường về với mẹ. Có thể thấy dù muốn khám phá thế giới, nhưng bạn nhỏ vẫn rất nhớ mẹ và yêu mẹ, và là một chú bé rất hiếu thảo. Rồi tiếp theo câu B, chúng ta sẽ nêu cảm nghĩ về nhân vật Hồng trong câu chuyện Làm Chị. Thì nhân vật Hồng trong câu chuyện Làm Chị là một người chị luôn thờ ơ với em trai, không quan tâm đến em và luôn bực bội khi em trai để đồ bừa bãi. Sau lời khuyên của mẹ thì Hồng đã biết chia sẻ và thấu hiểu hơn. Tiếp theo, nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Cái Răng Khểnh. Thì nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Cái Răng Khểnh đã học được cách vượt qua sự tự ti, biến khiếm khuyết của bản thân thành điều bí mật khác biệt của riêng mình. Để từ cảm giác xấu hổ vì cái răng khểnh đáng ghét, cậu đã có thể ngày ngày tự tin mỉm cười khoe răng. Hay với một cậu bé chỉ trong độ tuổi mới lớn chỉ biết cách biến khiếm khuyết của người khác bằng sự đồng cảm, biểu lộ sự cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh bằng tất cả tấm lòng, những điều chân thật nhất xuất phát từ trái tim mong manh. Tiếp theo, nhân vật Minh trong câu chuyện Vệt Phấn Trên Mặt Bàn. Thì nhân vật Minh trong câu chuyện Vệt Phấn Trên Mặt Bàn là một cậu bé có tính hiếu kỳ cao về người bạn mới. Nhưng tính hiếu kỳ đó đã khiến bạn của mình buồn một cách vô ý. Phải đến khi bạn mình không đến lớp nữa thì Minh mới suy nghĩ lại và nhận ra lỗi của mình. Nhưng đó cũng là bài học khiến cho Minh biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn
và muốn sửa lại lỗi lầm của mình. Tiếp theo, câu số 2, em sẽ ứng xử như thế nào? A. Nếu bạn em có một đặc điểm về ngoại hình hoặc là tính cách khác biệt mọi người, thì em sẽ ứng xử như thế nào? Ở câu B, nếu em có một cái đặc điểm về ngoại hình hoặc là tính cách khác biệt với mọi người, thì em sẽ ứng xử như thế nào? Câu ví dụ như là nếu bạn em có một cái đặc điểm về ngoại hình hoặc là tính cách khác biệt với mọi người, thì em sẽ không trêu chọc mà tôn trọng cái điểm khác biệt đó của bạn, bởi không ai là giống ai cả, mọi người đều có những cái nét điểm, những cái đặc điểm riêng biệt. Còn nếu em có một đặc điểm về ngoại hình, tính cách khác biệt với mọi người, thì em sẽ luôn tự hào về cái đặc điểm đó của mình mà không tự ti hay là xấu hổ, bởi đó là đặc điểm khiến em khác mọi người. Tiếp theo câu 3, nêu những cái đức tính mà em thích ở một người bạn của em. Thì người bạn của chúng ta thì chúng ta sẽ thích những người bạn như thế nào? Ví dụ những người bạn đó thân thiện, hòa đồng, dễ mến, lịch sự, vân vân. Thì ở đây gợi ý về cách trình bày trao đổi thì chúng ta sẽ trao đổi trong nhóm lớp. Người nói thì trình bày nội dung đã chuẩn bị, có thể là dùng tranh ảnh, sơ đồ, trả lời câu hỏi của các bạn. Còn người nghe thì lắng nghe, ghi chép chuẩn bị câu hỏi, đặt câu hỏi với bạn và nêu cảm nghĩ về bài trình bày của bạn. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.